Đây là một chiếc máy cưa kiếm cầm tay, được nhập khẩu từ Đức với pin lithium dung lượng lớn. Tiện lợi, không cần sử dụng đến dây điện bất tiện, sạc nhanh trong 1 giờ, cưa đứt mọi chất liệu gỗ, sắt, thép, bê tông. Có thể cưa đứt cành cây, thân cây, không lo tốn sức. Cưa thịt bò và thịt đông lạnh tiện lợi. Loại cưa được sử dụng ở các siêu thị. Khám phá sự tiện ích và hiệu suất vượt trội từ máy cưa kiếm này nhé.